Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel mình. Mình là Thành Nghe Gì Đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plants vs Zombies 3D nhé. Và mình có chơi cùng anh Duy với Nguyên. Ok. Yeah, vào thôi. Vừa vào thua luôn ở cái cửa đang thủ. Đây rồi. Em chơi con này thì đố anh vào được nhá. Đây. Thì để đi bộ anh vào. Anh đi được từ phía sau thôi. Xung mình lên. Cái chỗ này có cả luôn cả cái loa ở đây này. Hãi thật. Nghe nhạc miễn phí luôn. Free luôn. Wow. Đây vào nhà đây. Vào đi. Đợi sẵn luôn đây rồi. Ôi nó nằm hết. Nhạc hay thật. Nhạc rốt phản hoài. Thì cái đang chặn ở ngoài thì mình cứ đứng ở trong nhà và ấy rồi, bắt đầu thôi. Anh Duy chơi con gì đấy? Ở đây. Anh Duy chơi con gì đấy? Hả? Duy chơi con gì đấy anh? Tiến hành như nó nhỏ lại sao? Tiếng em nhỏ lại á? À không, được rồi, ok. Lúc ấy là do cái tiếng của một cái loa đấy, nhạc vớ vẩn. Sao, đấy. Ok, ổn rồi. Đấy, một quả bom lại. Nổ. Xuyên. Xuyên đi đâu đấy? Wow. Ok, rồi, chạy. Vãi nồi thật đông thế. Ôi, có một quả bơ to tướng luôn đấy. Ok, vẫn thủ được, em vẫn chưa chết đâu. Ok, may quá, có robot ở đây rồi. Hay thế ta. Đấy, con robot. Wow, ở đâu đây? Bên tay phải có con Pia Sotter. Kinh, Spider luôn giết liên tục. Ôi, xong rồi, tôi bị con Chopper giết rồi. Yoshi 1918. Ok, respawn nào. Đây. Chạy. Nổ. Thả bom. Cứu đi ơi. Rồi ôi, không biết chỗ nào luôn. Vãi là bên này cũng có. Ôi, con bia Sutter. Ngon. Ai giết mình vậy ta? Tìm anh khỏe phết đấy, không yếu đâu. Ồ, cái tiếng của Thành lúc nhỏ lúc to ta. Tiếng lúc nhỏ lúc to á? À? Sao ta? Cái... Nghe được lúc nhỏ lúc to đó, giờ nó nhỏ này rồi. Rồi, nhỏ lại. Thôi kệ đi, để một tí đi, để xong rồi em chỉnh lại, sau. Ủa, Nguyên nghe được không em? Có. Nhưng mà lúc nhỏ lúc to hay là nghe đều? Được rồi. Ok vậy ta. Chắc là do cái mic của anh ấy, hay do cái loa của anh sao? Ôi, đông thế. Vãi thật, xuyên được một con. Ôi, sao mình cũng chết luôn. Ra chạy đã. Vãi thật. Xuyên được mỗi cái cây hoa. Kinh nhỉ. Sửa lại trong như này nè. 47 giây kìa. Vãi thật. Tôi thả quả bom vào đây ạ. Tôi thả quả bom vào đây á. Đấy, đánh nhanh thì đánh đi. Được không trời. Quả bi của con. Ôi, Chopper ở sau này. Không ai nhìn nữa. Thôi, xong rồi. 30 giây. Trận này xác định rồi. Vô đây. Ok. Nhanh nào. 22 giây nữa. Tiến thẳng. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Chết chàng, nhân nào nó quýnh tôi vậy. Thả quả bom xuống. Đấy. Nổ. Sút sang. Đâu rồi? Đặt siêu lên. Thua rồi, thắng rồi. Overtime, hay quá. Overtime à? Vãi. Đùa được nhau. Đùa với nhau à? Tớ vô đây, hay quá. Úi trời, thua. Ôi, quả gần thắng rồi. Vãi thật.
Overtime có nghĩa là lúc ấy là team bên Blend là nhiều hơn team zombie ở trong trong cái nhà đấy à? Thì nó là overtime đúng à? Rồi, overtime có nghĩa là ví dụ như là vẫn còn một con Blend ở trong nhà đó thì nó vẫn tính là overtime, thì nào em phải giết sạch con trong nhà. Được. Em mới hết giờ. Ok. Con này cảm giác là yếu hơn con băng. Cái con All Star đầu ấy anh. À sao? Cảm giác nó yếu hơn con băng. À. Đây. Kiển này. Không phải lên đây. Đây con im kìa. Vãi thật đông thế. Siêu nhân quá trời siêu nhân luôn. Đông siêu nhân lắm. Cười cửa thủ mà anh. Phải chơi siêu nhân. Ok. Núp ở đây thôi. Cái quái nó bắn ở đâu tới ta? Pia Sotter ở vào đây. Pia Sotter. Đấy, vào này. Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi. Tớ vào này các cậu. Ô ô ô ô rồi sao thả có bom trước vậy? Bom nó thả. Đấy, chết nha. Ok, ok. Ui, robot cũng nổ. Kinh thế. Con cây đã có cả cây cả. Có cả cây à? Vãi chưa? Á, trời ơi, nổ bom. Hay quá. Anh nè. Đâu rồi. Ôi. Vãi thật. Spider luôn. Vãi thật. Cho ok để thử cái này đã. Cửa này chưa phải cửa cuối. Wow. Chết. Uầy. Bình tĩnh nào. Con đấy này. Xuyên. Ôi, một mạng. Không biết cái gì luôn. Thả cho một cục nha. Vào đây. Rồi. Đầy đủ rồi. Wow. Chết này. Anh thấy mày rồi nhá. Chạy. Wow. Đông lắm. 2 phút. Chết nha cưng. Không chết được đâu. Vào đi mày cưng. Không dám vào, không ai dám vào. Ném quả bom vào. Úi giời ơi, không ai chắn hộ mình luôn đấy. Ô, thôi vướng. Xuyên qua không kịp xuyên rồi. Trời ơi, vướng chứ. Trời ơi. Cái gì đây? Nào. 2 phút nữa. Mệt rồi đây. Mày vô lại lần nữa nha, thả giùm. Ui, team này đánh hay đấy, team này biết kiểu là kiểu né mấy cái siêu ra. Team này đánh chiến thuật phết đấy, chứ không phải lao vào ầm đâu. Bắn xong rồi lao vào dần. Đấy. Này, chomper này. Sao mấy con ngu nhỉ, nó phóng cái lựu đạn mù và chẳng nhìn thấy cái gì luôn. Để mà đánh luôn. Vô này. Vãi thật. Úi giời, sao có quả bom đâu ấy. Vãi. Từ. Anh Duy chỉ nhắm em bắn vào ấy. Thả quả bom giữa mồm luôn. Ô. Đứng lại luôn. Đứng đi. Ăn đây quả bom. Vãi sao. xong rồi. Chomper con Yoshi kinh vậy ta. Hả? Không mà mấy con Chomper Yoshi nó trụ lâu vậy ta. 38 giây, thắng đấy. Đây, vào lần nữa này. Cái này nó cào kinh lắm nha. Ném bom, xông vào. Đúng rồi. Càn quét. Yes, trời ơi. Đông kinh khủng. Vào đây. Rồi, đéo. Đông kinh khủng luôn đấy chứ không phải đùa. Đây vào nhá. 9, 8, 7, 6.
Ném bom này, ném bom này. Trời ơi, tên tên hai đứa. Đố nè. Rồi rồi, chết hết. Chết hết này, vào này. Đây thì vào này. Overtime rồi. Rồi ơi, team ơi. Thôi rồi, xong rồi. Overtime. Thôi rồi. Không ấy rồi. Overtime, không được rồi. Ui sao đúng thế? 2 3. Cậu 4 4 4 3 2. Đúng bạn hay quá. Ui giời ơi. Thế. Giời ơi. Bây giờ giết thì không có hiệu quả gì nữa rồi. Vãi thật. Kinh dị. Ô giời. Ui sao tao còn chết nữa này. Wow. Hai lần overtime. Căng nhỉ. Tìm quá hay. Hai tìm vậy thôi rồi. Rồi. Con cá mập kìa. Ờ cái này phải thủ ba cửa kìa. Ừ. Vào nhà đấy. Rồi còn 5 phút để có thể trụ vững ở trong này. Ok. Đây, nó vô kìa. Defense. Đây là như là thủ mấy cái gọi là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì đó? Cái này là cái giống như cái trong trường đại học mình thủ mấy cái đó để khỏi phá cái buổi tiệc á, cái party đó. Cái này là cái đèn chùm này. Nó nối đến cái đèn chùm này ở trong cái thư viện đúng này. Đúng không? Chính xác. À, uầy, đây có cái bánh sinh nhật. Ủa cái bánh ấy này, bánh có cả con vịt zombie cắm cả cổ vào đây này. Ôi, nhìn khiếp vãi. Chim ở đâu vậy trời? Thằng Nguyên nó thả chim ra. Thả chim ra, chim của Nguyên. Bắn chết hình gì. Được, kinh dị ấy. Ở đấy, bữa tiệc bắt đầu đấy. Bảo vệ nào, là 5 phút để bảo vệ. À, chim này, chim của Nguyên này, bắn hạ lòi chim Nguyên ra luôn. Ok, cái này cửa này. Nhân, chết mày đi. Ui, thế sao tôi cũng bị chết vậy? Thằng nào nó ăn bút sao á. MR0 pháo thòng ở nhà luôn đấy. Chết vãi. Đấy. Ờ, rồi. Defend. Gì vậy trời? Chiếm rồi. Nguyên. Dinding rồi. Ở cái phòng dinding rồi. Chết. Xuyên, đúng rồi. Hay. Chết. Rồi ôi, con chopper đang bắn hay. Con chopper ở ngay sau đít. Thế nhỉ? Thằng... Ồ. Thằng nhanh vậy tao. Vừa vào cái thắng luôn rồi. Phải thật. Này. Ôi rồi ôi, học viện zombie. Xong phim luôn. RIP Academy. Vãi, học viện. Đây là học viện để cách dạy cách gọi là tự sát đấy. cái game thủ cửa Plan Zombie 2 nhỉ? Chứ sao nó không cho zombie thủ nhỉ? Còn Plan tấn công nhỉ? cái nào em? Cái cho chiến thuật đấy anh, cho trên điện thoại ấy. À cái đó thì anh không biết, nó nhà sản xuất kìa. À thằng Nguyên kìa. Cái trò đấy em thấy nó còn nhiều nhiều plan với nhiều zombie hơn cái này. Nó cập nhật thường đúng. Xuyên mà. Đúng rồi. Thì cái trò đó di động thì nó có nhiều cái ấy. Còn bây giờ cái này bây giờ mà em cho nhiều vô quá thì nó sẽ mất cái balance. Nó sẽ mất cái cân bằng á. Cân bằng nhau á. À thì ra thế. Thế nên mỗi một phần nó cho một ít vô, cho một ít vô rồi nó cũng phải bỏ bớt mấy cái cũ. Nhưng mà mình em thích muốn có nhiều cái mới ấy, cập nhật liên tục ấy, thì hay nhiều loại cây mới, nhiều loại con mới ấy. Đấy, thì cứ nó... cứ chơi cái này xong đi rồi chơi bắt đầu nó ra phần 3 thì nó sẽ cập nhật cho em. phần 3 cũng vậy, phần 1 tụi này chơi là chỉ có mấy con đó thôi, qua phần 2 nó cho vô quá trời luôn. Phần 3 không biết bao giờ ra. Chưa biết nữa. bây giờ bà coi bà con đổi gì. Bây giờ mình plan đi anh. Plan nha. Plan đi anh, plan. Để em đánh con nào vua hoàng đế. Jet King. Sao cái cổ của em còn toàn là vàng này. Quấn cả một cái dây chuyền vàng luôn đấy.
Đây vàng 9 số 4. 9 số 4. Đây này. Thấy em không? Thấy em không? 6 đít anh này. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Anh chơi cái bánh sinh nhật với lại cái tô ngũ cốc. Ờ có con Pierce nó có cái vẽ trên đầu kìa. Ui, bị giật điện ạ, giật lan. Ok, vào này. Ô. Oh. Không chết được, không chết được, không chết được luôn. Ôi nó ở cửa, nó ở cửa. Đó, hay, xong rồi ở cửa. Nó nằm luôn cửa. Uầy. Cái okay, okay. Đông quá cậu. Đông lắm. Ui, ném xịt. Đông lắm. Ui giời, cái máy của nó bắn cho thôi rồi luôn đấy. Máy bắn kinh lắm. Rồi. Nè, tan, không chơi đứa nào hết. Đấy, đã người nhà nó chính xác. Ôi chết em con rồi, ok. Vào đi. Từ. 5 phút để cào ở chỗ này mà. Cái này cũng hơi khó đấy. Ô đồng kinh. Không vào luôn. Đây từ vào. Các bạn phải áp sát đối phương. Áp sát. Tơ. Chết tôi rồi. Thấy tôi rồi. Không biết đi đường nào vào đây. Nó chặn toàn bộ đường luôn. Thả đem vô. Rồi hai, một mạng nữa. Ô con này. Con này mày chạy đâu? Ném qua rào này. Có robot này. Nổ robot rồi, hay. Ngon. Cố lên, ta đang vào được. 4 phút nữa mà. Được không? Rồi đang vào. Được một máu rồi kìa. Hả? Ui cha, bắn ở đâu vậy? Kinh thế nhỉ? À, con im nhá. Từ từ. Con im kìa. Ghê gì trời. Ghê lắm ấy. Chưa có gì nó. Ui. Sao con siêu nhân nó càn từ đâu ấy? Từ bao giờ đấy? Ui, cả con rồng kìa. Bọn này chơi tất tay rồi đấy. Rồng nó khai lửa. Rồng khai lửa. Ê, chạy nhanh thế. Chạy nhanh kinh à. Siêu nhân rơi trên trần nhà xuống. Thử diện mai phục. Ui giời, đấm cho chết. cái con brain hôm qua em chơi là con comics, con lấy con là con như kiểu thiên thạch chứ, có phải là truyện tranh đâu. Đúng không? con nào? Cái con siêu nhân đấy. À. Cái con siêu nhân mà tụ vào tay anh. Đấy có phải là con truyện tranh đâu, con đấy con thiên thạch hay cái gì chứ. Đúng không? Hôm qua nhầm. Ôi kinh quá. Con đó anh chả nhớ cái tên nữa. Nhiều không tên quá. Chết, ném bom. Chiêu cuối này. Rồi tôi chết luôn rồi, tôi sắp chết luôn. Đang càn vào được, tốt đấy, một mạng này. Ok, từ. Thôi chắc khó vào rồi. Đây, vào đây. Vào đây còn 2 phút nữa. Đó, càng với nhà nó. Rồi, đang vào đây. Chết nè cưng. Rồi, đông thế này thì vào sao được. Chết tôi rồi. Đông quá. Sắp vào rồi. Ui, robot. Bắn nó. Này, nổ robot rồi, hay. Hay quá.
Còn ui nó dưới từ bao giờ đây? Từ bao giờ đây? 2-2-2. Đó thôi em chết rồi. Còn một phút ba mấy giây nữa. Đợi chút. Đông lắm, đông lắm ấy. Trời ơi, chơi đi càng, nó lấy trong tầm đi càng, nóng chụp hơn. Còn một phút nữa thôi, một phút nữa thôi. Từ. Sao sao em? Không không, em bảo còn một phút nữa là hết giờ. Ôi, giết rồi. Ôi, mang cà va vô. Ui, bắn nó quẩy như thế này thì... Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Ui, bom nổ. Bom nổ luôn ở trong này. JPG. Bốn ba giây nữa, chắc vào được thôi. Cặp tử đây, thà chết chứ không chịu hy sinh. Cặp tử đi. 1-1-2. Tiêu vẫn đông quá. Chúng ta có 2 con, 3 con. Đúng rồi, đang vào được rồi. Ui, chết hết rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi, chết hết rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đấy đấy đấy, tiên đang lên, vừa lên được đấy. Đem đến. Ô, thôi. Chết. Ôi. Nó xoay cho thế này thì làm sao mà chịu được. Toàn super brain trong này thôi. Ok. Con rồng nó đứng trước cửa nó kẹt. Chỗ này. Giờ đứng trước cửa thì đúng là bó tay. 3-1-2-1. Thôi thua. Ô, thua rồi. Thôi, thua rồi. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like. Rồi, bye bye nhé.